Lạy Chúa, lúa đã chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Thật ít thay, những người can đảm dám tự bỏ mình để phục vụ Chúa. Thật ít thay, những con tim sẵn sàng dâng hiến, chọn cuộc đời để yêu mến Ngài. Vì thế Chúa ơi, con xin Ngài, xin hãy gọi thêm những con người nhiệt thành, mời gọi họ vào một cuộc sống phục vụ yêu thương. Xin sai họ đi như những người thợ thánh thiện vào giáo hội Ngài. Phần con dâng Chúa những công việc hàng ngày của con, những khó khăn cùng những khổ đau. Và nếu như thế vẫn còn chưa đủ, thì nay đây con xin dâng chính mạng sống con xin dâng những gì con có, những gì con là. Xin hãy dùng con như là tôi tớ của Ngài. Và xin hãy biến con trở nên người thợ thánh thiện, và biến con trở thành lễ hy sinh luôn đẹp lòng Chúa, và trở nên như là của riêng Ngài.